Hôm nay ghé thăm vườn lan của anh Hoàng Trung và cùng xem anh ấy kích kỳ. Có thể là mình xem này sẵn như này nhé. Mà cái này là tìm gọi tìm tìm trâu. Rất đơn giản. Nhẹ. Còn đây là cách khoảng 1, 2, 3 này. Cái tầm bông này. Phải nhẹ. Trong xi lanh là chất gì đây? Nó là Kibro rồi. À, đây, Kibro nha mọi người. Như cái này nó làm thế này thì nó ví dụ thế này. Mình từ phần một này nó chỉ ít thôi mà. Nhiều quá là nó bị thừa thuốc mà không tốt. Vâng. Nhưng mà là tí mà. Đấy, một không bao giờ nó thừa ra ngoài nữa. Đấy, cái cả làm từ mắt này. Đấy, nó chịu thế này. Đấy, ít thế này gọi là thuốc thì không bao giờ nó cháy nó hỏng cây. Đấy. Nhìn em không phải là một giọt mà nó là một phần tư giọt thôi. Thì để khoảng độ cứ làm sáng hay chiều thì nó xe thì mình chấm keo, mà kể cả bên làm luôn cái cách chấm keo luôn, cứ để cho nó khô đi chấm keo được. Thì chấm luôn cái này, kể cả mình cho ít này mình chấm luôn cũng được. Đây là một cái khoan. Đây nó ra là nhìn bây giờ cái này là quạt đấy. Đây là một chậu giả hạt mà anh khoan được trước đây và nó đã nhú hết kỳ lên rồi, mắt nào cũng lên kỳ. Không bắt nào không? Quay bên này là phần buổi sáng này. Dạ. Đấy mà khoan, nó khoan một chút đây thì cây nó không bị ảnh hưởng rất nhiều mà nó có rất gọn. Vâng. Thuốc nó không bao giờ dư thừa thuốc. Thân nó vẫn căng. Ừ, thân vẫn đều. Tóm lại nếu mà ví dụ nhìn thế này thì nó cảm giác như kiểu mình không chích, nhưng mà nó ngược lại là mình chích ít. Vâng. Ít thì cây nó không bao giờ hỏng thân nhiều. Nhưng mà ra bằng hết, nếu mà thích kể từ dưới gốc đây, ra bằng hết từ dưới gốc luôn. Không phải nó gần như mình thích cho đến đâu thôi. Cái toàn phần không thiếu mặt nào rồi. Rất hiệu quả. Mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của cây. Cơ bản nhất là mình làm từ lúc mình cho cái thuốc nó không nhiều. Nhưng mà làm một ít có thể là, ví dụ như là thuốc một giọt mình cho có thể mình pha thêm khoảng một ba nước thêm nước màu cũng kích gì kiểu yeah. Kiểu cứ vừa đầu của nó 100% rồi thì mình có thể mình pha hai phần nước được. Dạ. Hai phần nước một phần một giọt nước một giọt thuốc.